Xin chào các bạn. Trong bài học này thì chúng ta sẽ cùng nhau viết cái chương trình tính chu vi và diện tích của hình tam giác có chiều dài ba cạnh là ABC, với ABC được nhập từ từ bàn phím. Thì như chúng ta đã biết thì cái chu vi thì nó sẽ bằng là diện chu vi của tam giác với ba cạnh là ABC. Thì cái chu vi sẽ bằng là gì ạ? Tổng của ba cạnh ABC. Nếu như thế này thì nó là gì ạ? Chu vi sẽ bằng A đấy, cộng với B rồi cộng với C. Đó. Thế còn diện tích S đấy, hiểu diện tích này bằng căn bậc 2, tức là SQRT đó, của P đấy, nhân với P trừ trừ A nhân với lại P trừ B nhân với lại P trừ C đó. Ở đây với P thì nó bằng là gì ạ? Bằng cái độ dài ba cạnh chia 2, tức là A cộng B cộng C chia cho 2 như thế này. Diện tích thì bằng căn bậc 2 của P đấy, nhân với P trừ A nhân với P trừ B nhân với P trừ C đấy, căn bậc 2 của cái tích này lên đấy, trong đó cái P này thì nó bằng tổng của ba cạnh A cộng B cộng C đấy, chia cho 2 nhé. Ta mở DFC lên và viết cái chương trình để chúng ta tính chu vi và diện tích của một tam giác với ba cạnh A, B, rồi C. Ba cạnh có độ dài là A, B và C. Thì đầu tiên ta khai báo cái thư viện hiệu suất này. STDO.h này có cái hàm main này đó. Ta khai báo ba cái biến là ABC là độ dài ba cạnh của tam giác. Đây ta khai báo luôn cái biến về chu vi này rồi diện tích này đó. Nhập vào độ dài ba cạnh của một tam giác. Scanf. Ở đây ta làm gộp luôn độ dài ba cạnh này. Ở đây biến A nó là kiểu số thực, là phần chấm F này, phần chấm F này. Địa chỉ của A này, đấy, địa chỉ của B này, rồi địa chỉ của C. Rồi chu vi thì nó bằng độ dài của ba cạnh, đúng không ạ? A cộng B cộng C. Ở đây chúng ta không cần cái dấu đóng bằng ngoặc. Thế còn diện tích thì nó sẽ bằng là gì ạ? SQRT của P đúng không ạ? Nhưng trước đó là tính P trước đi. P thì nó bằng A cộng B cộng C chia cho 2 này. Đó. Thế còn diện tích thì sẽ bằng P nhân với P trừ A nhân với lại P trừ trừ B lại nhân với lại P trừ trừ C. Sau khi tính toán xong thì chúng ta in ra. Print. Đây, xuống dòng này. Đây, chu vi. Thì bằng.
phần trăm F này. Rồi diện tích bằng phần trăm F là rồi chu vi này, đây, diện tích này. Cái với giá trị cái biến chu vi ấy, tức là chúng ta tính được là bằng tổng của A cộng B cộng C thì nhảy vào đây đúng không ạ? Thế còn diện tích này thì nó sẽ nhảy vào đây. Đó. Rồi ta bấm compile and run này. B đã chưa khai báo. B chưa khai báo. Ở đây thì chúng ta sử dụng cái hàm SQRT. Thì cái hàm SQRT nó nằm trong cái thư viện toán học, thư viện math.h. Đó, compile and run này. Đấy, nhập vào độ dài ba cạnh, ví dụ 3, 4. 3, 4, 5 này. Đó. Thì diện tích nó bằng bằng 12. À, diện tích bằng 6. Còn chu vi thì bằng 12. Thử với các cái bộ giá trị khác xem nào. 4 này, 5 này, 7 chẳng hạn. Đó. Thì chu vi bằng 16, còn diện tích bằng 9,79,59. Đó. Giờ ta bỏ cái dòng mời bạn nhập đi nhé. Ta bỏ cái dòng này đi thì nó vẫn chạy thôi. Đó. Ta bỏ mấy cái chu vi đi. Đây, bỏ mấy dòng diện tích đi, chỉ để mỗi là diện phần trăm F này là diện số hàng này, chu vi diện tích ba này, 4 này, 5 này, chu vi nó bằng 12, diện tích bằng 6. Ở đây ta chỉ muốn lấy hai số đằng sau dấu phẩy của thì chúng ta đây là diện thì là chấm 2 này. Đó, chấm 2. Đấy, đó, nhép 11. Đấy, 3, 4, 5 này. À, chúng ta bị một cái gì đó. Ok. Có cái gì đó nó chưa đúng ở đây. Xuống dòng phần trăm chấm 2 F rồi ở xuống dòng phần trăm chấm 2 F à tôi ta nhầm này này là chấm 2 đó à, nó phải sau cái dấu phần trăm này 3 này 4 này 5 này à, thì ra được chu vi là 12 diện tích bằng 6. Rồi ta sang tập copy sang bên hệ thống test kia của ta chạy. Như vậy thì chúng ta vừa cùng nhau thực hiện viết cái chương trình viết chương trình C để tính chu vi và diện tích của hình hình tam giác có chiều dài ba cạnh là ABC. Với ba cạnh này thì được cái giá trị
độ dài của nó được nhập từ từ bàn phím, thì người ta nhớ là cái chu vi thì nó bằng 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 tổng của ba cạnh, đúng không ạ? Thế còn diện tích thì ở đây là gì ạ? Nó không nó chúng ta chỉ tính cái trường hợp tổng quát đấy, ba cạnh có độ dài bất kỳ, đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng 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 cái căn bậc 2 của cái tích p nhân với p trừ a nhân với p trừ b nhân với p p trừ c, với p thì nó bằng 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 tổng của a cộng b cộng c chia cho 2. Bài học của chúng ta hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học kế tiếp.